Từ ngày 15 đến 18 tháng 12 năm 1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng. Đại hội được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của 1.129 đại biểu, đại diện cho gần 1,9 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội chủ trương đổi mới toàn diện đồng bộ nhằm đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng. Trước hết là đổi mới cơ cấu kinh tế, thực hiện cơ cấu kinh tế nhiều thành phần dựa trên thực tiễn của đất nước và luận điểm của Lenin, coi sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế là một đặc trưng cơ bản của thời kỳ quá độ. Đại hội khẳng định quyết tâm đổi mới cơ chế quản lý, dứt khoát xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển hẳn sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, kết hợp kế hoạch với thị trường. Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 6 gồm 124 ủy viên chính thức và 49 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Ngày 15 tháng 12 năm 1906, ngày sinh của danh họa Tô Ngọc Vân. Tô Ngọc Vân sinh ngày 15 tháng 12 năm 1906 tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nhưng lớn lên ở Hà Nội. Ông là người đặt nền móng và đóng góp nhiều công sức xây dựng nền hội họa hiện đại Việt Nam thế kỷ 20. Ông được đánh giá là có công đầu trong việc sử dụng chất liệu sơn dầu. Các tác phẩm nổi tiếng: Hồ Chủ tịch ở Bắc Bộ Phủ, Hồ Chủ tịch làm việc, Bộ đội nghỉ chân bên đồi, Xưởng quân giới, Thiếu nữ bên Hoa Huệ. Ông hy sinh ngày 17 tháng 6 năm 1954 khi mới 48 tuổi trên đường ra mặt trận Điện Biên Phủ. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 12 năm 2000, đóng cửa vĩnh viễn nhà máy điện nguyên tử Chernobyl. Lễ đóng cửa vĩnh viễn nhà máy diễn ra tại thủ đô Kiev của Ukraine theo lệnh của Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, khép lại một trang lịch sử đau thương. Thảm họa nguyên tử Chernobyl xảy ra ngày 26 tháng 4 năm 1986 khi nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở Brinjap của Ukraine bị nổ, làm hư hỏng các lò phản ứng hạt nhân. Vụ nổ phát ra lượng phóng xạ lớn gấp hàng trăm lần so với hai quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki ở Nhật Bản năm 1945. Đây được coi là thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử năng lượng hạt nhân thế giới. Nhiều nhà khoa học tiên đoán rằng ảnh hưởng phóng xạ sẽ còn kéo dài và có tác hại đến nhiều thế hệ trong tương lai. Ngày 15 tháng 12 năm 1834, ngày sinh nhà thiên văn học Mỹ Charles Augustus Young. Young sinh tại Hanover, New Hampshire, Mỹ trong một gia đình nhà giáo. Ông là một trong những nhà thiên văn hàng đầu về nghiên cứu mặt trời. Năm 1870, lần đầu tiên ông chụp được ảnh tai lửa mặt trời. Năm 1873, ông trở thành người đầu tiên sử dụng thành công cách tử nhiễu xạ bằng việc tập hợp các khe hẹp giống nhau và mục đích thiên văn và áp dụng nó để đo tốc độ quay của mặt trời thông qua việc xác định sự dịch chuyển của các vạch phổ theo hiệu ứng Doppler. Ngoài làm công tác nghiên cứu, ông còn tích cực trong việc phổ biến khoa học, đặc biệt là thiên văn học ra cộng đồng. Tên ông được đặt cho một tiểu hành tinh. Ông mất ngày 4 tháng 1 năm 1908 tại Hanover.